thưa quý vị và các bạn, hiện giờ tôi đang có mặt ở tại Phú Ninh, đang thuê xe ôm chở vào trong xưởng đây. Chào các bạn, mình đang có mặt tại Phú Linh, Phú Thọ. Đây là một xưởng đây, bên trong xưởng đây. Đấy, cạnh nó đang phun hàng đây, xong rồi xung quanh container rồi. Đây là khu vườn mận nhá, Phú Linh, Phú Thọ nhá. Và đây là khu vực lò sấy nhá, lò sấy nguyên liệu. Đây nguyên liệu đầu vào ở kia, ướt đưa lên cái bồn kia, đây là bồn này chạy qua cái lò đây, lò đây là lò đốt, còn đây là bồn sấy ủ nhiệt trong này, xong đi ra đây, đây ra đây, vòng đây, nguyên liệu đã khô chạy sang đây rồi, đấy, đây xả đánh đống ở đây, đây đây nguyên liệu khô rồi đây, ra đây, xe lưng lại xúc, xe gầu xúc cái này đổ vào máy, ép là viên. Đây là khu vực phía sau xưởng, bên kia là một rừng cây. Khu vực dưới là máy băm máy nghiền nhá. Đấy. Băm nghiền ở dưới kìa. Con treo băng tải bơm lên trên này. Đấy. Bơm trên này để vào vào sấy. Đây là máy nghiền. Đặt tận phía dưới kìa. Xe xúc kìa. Và bây giờ mới phun xong một công đấy. Đấy, xuất xong một công hàng rồi. Đồng đấy nó phun bụi quá, chạy lại đằng này. Chuyển hết hàng ra rồi, những bao lò mình đấy mình nọc hết ra rồi. Để đây cho nó phun lên. Nặng này ngồi. Và xin chào tạm biệt tất cả quý vị và các bạn nha. Đây là ngoái làm Vân Đình. Là 5:30 đấy. Giờ không làm ấy nữa, giờ chuyển sang đi cái này. Đi này đi suốt. Tôi gặp các ông quen suốt, gặp xe mấy ông xe không, tôi đâu cũng quen hết. Có cái ông thì mình quên tên rồi. Gặp rất nhiều lần, hôm nọ mình lên mình đang ngủ ở đấy, ông vào ông tìm đúng mình. Có mấy người này về đây. Xe công đi suốt ngày. Hai ông kia đêm nay chắc làm đấy rồi. Nay công tháng 30 củ rồi nhỉ? Nay công tháng 30 củ rồi nhỉ? Tao nói sai anh, mà tháng em được 9 triệu tiền lương thôi. Chặt đầu đắp chỗ này. Chẳng nay khoán thì nó được nhiều không? Anh khoán thì là nó khoán được chuyến thì là tháng nó được tầm 12 triệu. Nói chung làm cái gì dạng khó khăn. Đây nên đi suốt ngày. Và đồng tiền chi phí hết. Mà tao chạy
tôi 60 tuổi mà nhớ nó có cái bài tôi làm mà nó có một cuộc nó có là bỏ là 45 tấn rồi nha. Tôi đã đóng xong hàng và về, đang trên đường về. Tôi đang trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đang ở đường mòn Hồ Chí Minh nhé. Bữa cơm tối. Bữa cơm tối đây. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là 11 giờ đêm. Xe của chúng tôi đã về đến đền Lai Khê để vào ban đêm, vào sau đêm. Trời vẫn đang phất mưa nha. Bây giờ quán cháo đêm, bước vào trong này ăn cháo xong. Quán cháo tâm tình. Đêm chủ yếu xe công chạy nhiều. Anh bạn đã cùng xe thả tôi xuống đây rồi. Và tôi sẽ ở đây đợi tí anh bạn ở phía cảng Hải Phòng sẽ lên trên này và đi qua đây đón tôi ngược về Bắc Giang. Hay là ngủ rất dài trên xe rồi còn này và ăn vào ăn đêm nữa. Tối ăn tối xong lên xe chạy ngủ một giấc về đến đây là xuống đây là anh bạn cùng xe đã về chở hàng về cảng Hải Phòng rồi. Và tôi sẽ ở đây khoảng một tiếng, một hoặc hai tiếng chờ anh bạn lại từ dưới cảng Hải Phòng kéo xe lên đây, kéo móc không lên đây để lại chở tôi lên, chở tôi đi Bắc Giang tiếp tục. Tự nhiên mất điện đường. Đấy không luôn. Chào quý vị và các bạn nhé. Video của tôi xin được kết thúc tại đây và hết một ngày làm việc.